Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào các bạn, lại là mình đây và chào mừng các bạn quay trở lại với tựa game Beastquam Simulator. Hôm nay tiếp tục là một cái video để mình đưa bạn thông tin liên quan tới sự kiện Mimat. Thì cách đây tầm 1-2 ngày, developer của game là Onyx cũng đã lên tiếng xác nhận về cái sự kiện Mimat năm nay. Anh ta nói gì? Hãy cùng theo dõi hết video nha. Đầu tiên ngày hôm nay các bạn truy cập vào game, chúng ta có hai gói pack được giảm giá trong Cyber Monday và Black Friday đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào chưa mua được thì thôi, cũng không có gì phải hối tiếc, tại vì những vật phẩm đó các bạn có thể kiếm được trong cái mùa Mimat sắp tới. Đó là item, còn cái phần ticket trong game khá là dễ kiếm. Mình đã làm một cái video gần đây nhất về những cách chúng ta kiếm được ticket. Vấn đề tiếp theo là trong game các bạn sẽ thấy mình có hai cái bảng billboard. Hai cái bảng này với logo của Prolog đây. Ở đây một cái nè. Và một cái trên chỗ con Polar Bear. Đây là một cái nữa. Cái này nó không liên quan tới từ game Beastquam nha. Thì developer có đề cập tới. Đây là quảng cáo, đây là cái billboard quảng cáo. Thì các bạn quảng cáo là một cái nơi để những người học bút quảng cáo cho chạy quảng cáo trên cái nền đó. Ở Việt Nam mình, nếu bạn đi tới những tòa nhà cao tầng, những ngã tư, những vị trí tập trung đông người hay trên những cái đường cao tốc sẽ thấy những tấm bảng mà vuông vuông, rồi trên đó sẽ gắn cái quảng cáo của một cái hãng sữa, một hãng nước ngọt. Đó chính là bảng quảng cáo. Thì bây giờ Roblox cũng áp dụng như vậy trong những con game. Thì cái việc gắn quảng cáo này anh ta cũng không có muốn, nhưng mà bên Roblox đề nghị trực tiếp, kiểu như là chọn những con game demo thử nghiệm đó các bạn. Cho nên developer không mới add vô game. Cái việc này kết thúc thử nghiệm trong 3 tháng. Cái việc này có trả phí nha các bạn. Mượn con game đặt quảng cáo và mỗi tháng sẽ trả tiền cho developer. Nhưng mà nếu sau khi 3 tháng kết thúc demo, cái việc quảng cáo này nó gây phiền phức cho người chơi, gây khó chịu cho người chơi, thì Onyx sẵn sàng remove nó. Cái vấn đề thứ hai chúng ta sẽ nói về Bmat. Mình vừa xem lại video của Bmat năm ngoái 2021. Thì Bmat là Giáng sinh mà, sẽ cập nhật vào khoảng tầm cuối tháng 12, tầm 26-27 Tây. Onyx cũng đề cập là năm nay sẽ có những nội dung mới. Nhưng mà hiện tại anh ta cố gắng là không bàn luận quá nhiều. Chúng ta thể đưa ra giả thuyết khi mà admin up những cái đề can, giống như kỳ trước mình cho bạn coi về những cái viral ấy. Còn năm nay thì admin sẽ cố gắng không bật mí quá nhiều. Anh ta nói mình là một trong những cái người rất là dở tệ trong cái khoản giữ lời hứa. Kiểu như là ban đầu mình có ý tưởng như thế này, rồi khi mình ra game nó là ý tưởng khác. Vậy nên anh ta không muốn đề cập quá nhiều tới những nội dung mới, mà sẽ tung ra khi nó sẵn sàng, tất cả mọi thứ ok. Thời gian ra mắt của những cập nhật mới thì không có biết, nhưng mà năm nay vẫn sẽ mang trở lại cái Bmat năm ngoái. Tức là chúng ta có một cái thông khổng lồ nè, chỗ này ha. Rồi những cái decoration, những cái đồ trang trí và chuỗi nhiệm vụ của Bmat tương đương với mọi con NPC. Và thông báo cuối cùng là những cái nội dung cập nhật mới này sẽ được đưa vào server test trước. Server test thì bây giờ hết vô được rồi. Khi nào có thì mình sẽ đưa tới bạn những video. Cũng không cần phải nóng vội gì, vì trước sau gì những nội dung này cũng sẽ được đưa vô server chính thức. Thì tóm lại là Bmat năm nay nó vẫn sẽ là những nội dung của năm ngoái, còn những nội dung mới có thể đi sau nó khoảng tầm vài tuần. Ở những lần mình truy cập server test trước, mình chưa cho bạn coi chúng ta có hai hình ảnh của hai cái planter mới. Một cái planter tên là Hydrated Planter, một cái là Hydroponic Planter. Hai cái chậu này không nằm trên cái nhà planter trên kia. Có vẻ đây là cái vật phẩm endgame, gọi là endgame đi ha. Cho là cái số lượng item bạn cần crafting và số tiền nó rất là nhiều, giống như là Petal Planter vậy. Và sẽ đặt ở bên hai ngôi nhà màu xanh màu đỏ. Theo như thông báo này thì hai cái chậu cây tương đương nó sẽ bonus cho bạn Red Extract và Blue Extract, cũng như những cái nectar theo màu sẽ nhiều hơn 30%. Ok, thì đó là toàn bộ nội dung liên quan tới thông báo của admin. Còn về phần mình thì vẫn đang trong quá trình chúng ta lấy được cái type upper thôi. Đây cho bạn xem nè. Bữa giờ cũng siêng năng đi trồng cây rồi đi tiêu diệt nấm. Lúc nào cũng trồng 3 cái chậu cây hết trơn và treo máy để kiếm cái Swarwatch. Còn cái phần crafting khá là lâu, nó cũng tốn kém nữa. Tốn Blue Extract, Red Extract rồi Neon Berry vân vân. Đó, mình không xài cách đó. Blue Extract thì cần 1500, bây giờ 1270 rồi. Pick up 1282 là còn khoảng đâu đó 220 cái bình nữa. Cái vấn đề về Blue Extract thì nó không có khó. Keo Macro đi farm Magic Bean. Nếu mà Macro auto farm á, thì tầm 1 ngày mình thể kiếm được từ 50-60 Blue Extract. Còn nếu mà farm bằng Magic Bean thì sẽ hơi tốn ticket một tí. 10 Magic Bean là 200 ticket, cũng như là một số cách khác để bạn kiếm được cái Magic Bean. Về công năng sử dụng của Type Upper thì mình đã review cách đây khoảng tầm 1 năm, khi nó vừa mới ra trong server test. Bạn nào muốn coi thì kiếm lại video nha. Còn mình thì khi nào có mình sẽ review thôi. Muốn có lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có crafting xong. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với xe đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.